tôi bị điếc chân ngợp. Chúng tôi bị điếc chân ngợp.
để chăn nhập vị trí chúng tôi. Để chăn nhập vị trí chúng tôi. Thưa đồng chí, chúng tôi đã chiếm được mục tiêu. Chúng tôi bị đít chân ngập.
trấn áp. Xin nhất ngay, chúng tôi bị tấn công. Để trấn áp vị trí chúng tôi. From your airplanes, GI.